Thông là vô duyên ghê á, thiệt là vô duyên á. Kêu ở nhà chờ đi mất tiêu hả? Trời đất ơi, đâu có rảnh đâu, còn mới đi công chuyện nữa chứ. Mệt ghê là mệt cha này, không chết gian nào cha này. Ủa ai ta? Ủa ai á? Ai nghe quen quen vậy? Dám bồ cũ đã lắm nha. Bồ cũ chả thông chúng ai vô đây trên trời. Hết đàn bà này tao bà kia, hết bà này tao bà kia. Mệt tối ngày bà. Ơ kìa, chào bà. Ủa, bà là ai? Bà muốn hỏi gì? Chị Cao, mặc dù 24 năm nhiều thay đổi, nhưng không đến nỗi chị quên tôi sao? Bà đi... Bà đi là... Má thằng Tùng, Trương Bảo Liên. Trương Bảo Liên? Má của thằng Tùng à? Nói vậy đây là bà chủ đây phải không? Trời ơi, thiệt tôi không ngờ gặp bà ở đây đó nha. Thế nào? Thằng Tùng con trai tôi vẫn ngoan chứ? Bà muốn bắt nó lại à? Có thể. Bà Liên, bà có biết là công lao của tôi dạy dỗ nó biết bao nhiêu lâu không? Mà bà không nghĩ tình tôi dễ trên cho bà Liên. Không, tôi muốn chị nói chuyện với thằng Tùng với con làng. Chúng yêu nhau tha thiết chân thành, chị đã không tác hợp duyên lành. Mà mắng Lan thật là thẩm tệ, khiến cho thằng Tùng nó phải khổ đau. Thì tôi đã cho thằng Tùng vào đại học là nó để ghi quen với con người danh giá vọng tộc, cưới vợ sang giàu để nhờ dội tâm thân. Vậy mà nó lại ngu si khờ dại, cả một khối gian mà nó cũng không có thưởng nữa. Lại si mê một cô gái nghèo sơ sắn, uổng công tôi dạy dỗ bấy lâu nay. Tùng yêu Lan thật dạ thật lòng, dẫu cơ hàng nhân đức hạnh dễ thương. Chị không nên trọng phú khinh bần, để cho thằng Tùng lớn mộng ngày xanh. Chị Liên à, tôi tin rằng khi có vợ đẹp á, thằng Tùng nó quên đi một cách dễ dàng với người yêu cũ thôi hả chị ơi? Không, nó sẽ chết lòng mòn nếu như chị để cho con Lan xa vào tay người khác. Chị nói sao? Tha người khác là ai? Chính là ông Thông. Cái gì? Ông Thông? Ông Thông phải. Là cái gì? Ông Thông chính là người đã làm khổ tôi 24 năm về trước, mà cũng là cha ruột của thằng Tùng. Cha ruột thằng Tùng là ông Thông. Chị Liên, thật là tôi không ngờ đó chị Liên. Xin chị tha thứ cho tôi nghe chị Liên. Xin chị hãy thứ lỗi cho tôi. Sao? Vì tôi thương con. Tôi muốn hỏi chị, sao chị không dẫn thằng Tùng về để thăm tôi? Trời ơi, tôi đã tưởng là chị quên chuyện dĩ vãng xưa rồi cho nên tôi... Không, tôi không có muốn nhớ tới dĩ vãng nhục nhã, đau đớn tới như vậy. Nhưng vì thằng Tùng, nó đã yêu con Lan, nên tôi không muốn con trai tôi phải bị khổ. Và nếu cần, tôi sẽ bắt con trai của tôi lại. Chị nói sao? Chị muốn bắt thằng Tùng lại? Phải. Chị Liên, không. Bà chủ à, với cái số tiền bà cho tôi hôm trước đó, không có xứng đáng với công lao của tôi nuôi thằng Tùng 24 năm trời dài đắng đỏng đó bà chủ à. Nếu bà không nghĩ tình tôi, năm xưa nó nuôi thằng Tùng cực khổ, công sanh không bằng công dưỡng đâu bà. Tôi cũng quyết bảo vệ tình con tôi. Và bà cũng đừng mong chia cách tình mẹ con tôi. Chào bà. Không, chị Cao. Chào bà. Chị Cao.